nhà Bình Chánh Nguyễn Thành Vũ xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Anh chị ơi, hôm nay Thành Vũ sẽ giới thiệu cho anh chị một căn nhà nằm ngay chợ giáp quốc lộ 1A luôn. Và từ đây nè mà mình đi về chợ Bình Chánh chỉ khoảng 3-4 phút thôi nha anh chị, 4-5 phút nha. Đó, và nằm trong chợ luôn nha, trong hẻm chợ luôn. Và diện tích rộng nha, ngang 10m và dài 25m, có nhà sẵn cho mình luôn rồi. Đó, và đường trước nhà thì một cái con đường ngang khoảng 4m rưỡi nha anh chị, 4m rưỡi 5m đó, ô tô có thể ra vào đậu trong sân nhà mình thoải mái luôn. Và mà nhà mình đó thì gần trường học luôn nha cô chú anh chị. Và từ đây nè mà mình đi ra quốc lộ 1A chỉ khoảng 500 mét thôi. Đó, nguyên khu này á, thì nhà cửa san sát với nhau, nhà đầy đủ và dân cư hết rồi nha anh chị. Và nhà mình là tường riêng, cột riêng hoàn toàn luôn nha. Đó, một cái biệt thự mini đó ha. Và hệ thống cống này kia đồ làm đầy đủ cho mình. Và điện nước ở đây là điện nước nhà nước nha cô chú anh chị. Đó rồi, nhà mình á, thì được thiết kế theo kiểu biệt thự mini nha. Một cái căn biệt thự mái xéo, mái thái nha anh chị, một trệt một lầu đó, rất là hoành tráng luôn. Thì phía trước này á, thì mình có một cái lớp cổng nè, hơi bị hoành tráng luôn ha, cao khoảng 2m rưỡi nha anh chị, làm mái ngói sẵn cho mình luôn. Cổng nhà mình á, thì cổng 4 cánh nha, được cắt CNC nha anh chị. Đây, một cái cổng 4 cánh bên đây á, thì được cắt CNC nè, hình chống đồng nha, và những cái đồng tiền phía bên đây đó được sơn vàng đen nha anh chị. Và một cái khoảng sân này mình đủ đậu khoảng 2-3 chiếc ô tô nha anh chị. Đó, đậu phía bên đây với phía bên đây cũng được luôn. Và giữa các căn với nhau á thì được xen bởi những cái trụ, những cái trụ gốm này rồi nha anh chị, trụ gốm lục bình nha, từ trước ra đằng sau luôn đó, dọc dài. Và nhà mình thì được xây ở giữa miếng đất nha, hai bên thì có chừa cho mình 1m nữa nè, tầm khoảng 8 tấc anh chị, tầm khoảng 8 tấc dọc dài ra từ trước ra đằng sau luôn ha. Và khoảng sân phía trước đây và được sơn màu trắng tinh khôi luôn ha. Đây đó, một cái khoảng như thế này. Mái nhà mình thì làm mái ngói nha, mái ở trên là mái ngói nha anh chị. Và cái khoảng như thế này giữa hai nhà thì cái gió anh chị rất là nhiều luôn. Và mình chỗ cái cửa sổ ra như vậy đó thì cái nhà mình nó rất là thoáng và gió vô nhà rất là nhiều. Phía bên ngoài này thì mình có trồng cây, có một cái chỗ len kép để mình trồng cây rồi nè anh chị. Đó, rất là dễ thương luôn. Trồng cây lên đây ha. Phía sau là không gian phòng thờ anh chị. Đó, rồi nền của nhà mình á thì làm cao hơn so với cái khoảng sân nha, khoảng 5 tấc rồi ha, có bậc tam cấp luôn, 1-2-3 cấp thôi nha anh chị. Đó, phía bên đây thì mình còn thêm một cái khoảng trống nữa nè. Đó, dọc dài từ trước ra đằng sau. Và nguyên cái hệ cửa sổ của mình á thì được lập ngói này kia đồ đầy đủ nha anh chị. Đó, như anh chị thấy ha. Đó, nguyên hệ cửa sổ có lập ngói này kia ha. Rồi, hiên khoảng hiên ngoài sân này, khoảng hiên của cái nhà mình thì được ở dưới á, thì được ốp một cái bức tranh đá nha anh chị, với hai gian rất là đẹp luôn. Mình đi chân không á, thì cảm giác nó cũng tuyệt vời anh chị. Ở bên trên á, thì một cái đèn chùm đó pha lê nha. Rồi, xin mời cô chú anh chị bước vào bên trong căn nhà. Đây, một không gian phòng khách rất là rộng rãi luôn. Đó, không gian phòng khách mở nha. Đó, phòng khách này thì phía sau đây thì có hai cái cửa sổ nè. Bên đây thì mình cũng có thể làm một cái phòng để tiếp khách hoặc cái phòng, cái chỗ thờ cũng được nha anh chị. Đó, mình có hai cái không gian. Không gian bên đây thì nó sẽ tạo một cái riêng tư hơn một chút xíu nếu mà mình làm phòng khách bên đây nha anh chị ha, hoặc làm phòng thờ bên đây cũng được, hoặc phòng thờ ở bên trên đó. Phòng khách bên đây thì mình làm một cái bộ sofa ha, bộ sofa chữ L đây ha, cho nó đẹp ha anh chị. Có cửa sổ, hệ cửa sổ và hệ khung sắt đầy đủ cho mình. Cửa sổ của mình á thì cửa sổ nhôm sinh pha giả gỗ nha, đó, toàn bộ giả gỗ nha. Và hệ cửa này cũng vậy anh chị, cửa này cũng là cửa nhôm sinh pha giả gỗ luôn đó. Và đây không gian phòng khách đây, phía bên này cũng có hai cái cửa sổ nữa nè. Và giữa không gian phòng khách và không gian phòng bếp của mình thì có một cái quầy bar ha. Đó, quầy bar bằng gỗ luôn. Và phía bên tay trái thì không gian cầu thang. Đây, không gian cầu thang đây anh chị, cầu thang lan can tay quỳnh gỗ kính cường lực nha. Sau đây thì cũng có một cái phần để mà mình làm kho nha anh chị, về mình làm cái tủ cầu thang dưới này cũng được luôn, hoặc mình làm phần kho cũng được ha. Rồi, phía sau đây chính là không gian bếp nè anh chị. Đây, một cái bếp ha, cũng rất là rộng luôn. Bên đây cũng có cửa sổ cho mình rồi. Phía sau thì mình cũng có một cái cửa thông ra ngay chắn sân phía sau ha. Đó, trên thì trần la phong thạch cao và cũng có là một cái đèn cái quạt ha anh chị ha. Rồi, bếp mình thì chữ L. Tủ bếp thì tủ bếp gỗ hết nha. Gỗ này gỗ gỗ thiệt, gỗ khối anh chị. Đó, xài không có bị ẩm mốc này kia đâu, không có bị hư ha. Rồi, kính bếp đầy đủ cho mình luôn. Phía bên đây thì mình có một cái không gian nữa là một không gian phòng ngủ. Đây, một căn phòng ngủ cực kỳ rộng luôn anh chị. Đó, phòng ngủ này rất là rộng luôn anh chị.
đó. Ở phía sau á thì mình cũng có cửa sổ phía sau ha, rồi có luôn cái nhà vệ sinh ở bên trong đây, một cái không gian nhà vệ sinh ở bên trong. Nhà vệ sinh thì cũng rất là rộng luôn đó. Nhà vệ sinh thì bồn cầu nguyên khối nè ha, lavabo nè, rồi vòi hoa sen nè, lavabo, gương nhà mình nữa, gương điện nha anh chị đó, gương điện, có thêm một cái cửa sổ nữa, rồi đầy đủ công năng luôn. Phía sau này đây, phía sau này thì mình còn thêm một cái nhà vệ sinh riêng nữa nha, một cái nhà vệ sinh riêng ở đây đó. Đây, nhà vệ sinh riêng thì y chang như hồi nãy thôi, cũng có cái cửa sổ nè anh chị, bồn cầu, vòi hoa sen, lavabo đầy đủ cho mình luôn đó. Và khoảng trống này á thì mình cũng có thể là một khoảng trống sau nhà mình để máy giặt ở đây cũng được ha. Rồi phía sau này thì mình còn thêm một cái khoảng sân nữa nè. Nhà mình rất là mát luôn anh chị, ba bên bốn phía thì làm như thế này thì rất là mát, chừa đất ra rất là mát luôn ha. Và bây giờ mọi người cùng Thành Vũ lên lầu để khám phá lầu trên nha. Có mặt trên lầu của căn nhà mình rồi đây, một không gian cầu thang cực kỳ thoáng luôn anh chị đó. Ở trên thì trần lao phong thạch cao, rồi cũng có những cái đường viền nhựa nha. Phía sau này á thì mình có một cái căn phòng nữa nè đó. Chỗ này thì mình có một phòng ha, phòng này á thì có nhà vệ sinh bên trong luôn đây, có một cái cửa sổ luôn nha anh chị, để thông ra giữa hai nhà thì khoảng cách là khoảng 3 mét nha, 2 mét 3 mét gì đó anh chị đó. Rồi có luôn một cái nhà vệ sinh bên trong đây, nhà vệ sinh đây đó. Nhà vệ sinh mình á thì cũng đầy đủ công năng, cũng có cửa sổ ha, bồn cầu nè, vòi hoa sen, rồi lavabo, cũng gương đầy đủ cho mình luôn đó. Rồi vậy lối hành lang này là phía sau là có gì nha anh chị, mình sẽ đi ra phía sau. Phía sau này á thì mình có thêm một cái khoảng trống, khoảng trống này á thì mình cũng có thể để chỗ phơi quần áo này kia cũng được, hoặc là và có thêm một cái nhà vệ sinh bên đây đó, cũng đầy đủ công năng. Nhà vệ sinh này thì dùng chung ha, có gương rồi lavabo đầy đủ luôn nha anh chị. À, có thêm một cái cửa sổ nữa nè, một cái cửa sổ để cho cái phòng mình nó thoáng hơn, cái nhà mình thoáng hơn ha. Và một cái căn phòng ngủ ở phía trước này, cái căn phòng ngủ phía trước này á thì không có nhà vệ sinh bên trong nha. Vậy không nhà vệ sinh bên trong, nhưng mà có một cái cửa sổ nha anh chị. Ở trên đó thì trần lao phong thạch cao cũng có đèn lon, đèn led đầy đủ cho mình rồi đó. Ngoài này thì mình có thêm hai không gian nữa, một không gian là một không gian chung đây, không gian chung đây để nhìn ra cái phần ban công ngoài này ha đó, cũng có cửa sổ luôn. Cái chỗ này mình cũng để thờ cũng được luôn nha anh chị, để thờ cũng được luôn, còn nếu không thì mình để thờ kế bên đó, cũng cửa sổ đầy đủ cho mình luôn. Rồi ra ngoài ban công này ha, đây một khoảng ban công cũng rất là lớn luôn đó. Ban công mình hai bên thì có hai trụ cột này kia đầy đủ ha, nhà dân thì san sát với nhau nha anh chị đó, như anh chị thấy ha đó. Và cặp bên á thì mình còn thêm một căn phòng nữa nha anh chị, cặp bên mình có thêm một căn phòng nữa, và phòng này cũng cửa sổ đầy đủ cho mình luôn, và có thêm một cái cửa để thông ra ngoài ban công phía bên đây. Nhà mình ở phía bên trên này mình tới hai cái ban công rồi nha anh chị, hai cái ban công và kế bên nhau đó, cũng như vậy ha. Ban công này thì ban công tròn và nó nhỏ hơn bên ban công kia ha đó, cũng nhìn ra ngoài view ngoài kia thôi đó. Rồi cùng Thành Vũ tổng hợp thông tin và báo giá căn nhà này nha. Một căn nhà với diện tích ngang 10m và dài 25m nha anh chị đó. Ở trên 4 phòng, hai nhà vệ sinh, và ở dưới thì có một phòng ngủ ha và một phòng thờ đó, và cũng một nhà vệ sinh đó, và có sân đậu ô tô, và đường thì đường ô tô vô tới tận nhà luôn nha anh chị, và cách quốc lộ 1A chỉ khoảng 500m thôi đó, cách chợ Bình Chánh khoảng 4-5 phút đi xe nha cô chú anh chị đó. Anh chị nào quan tâm căn nhà này á, thì nhớ gọi số hotline cho Thành Vũ ha. Pháp lý của căn nhà là sổ Hồng riêng full thổ cư, full hoàn toàn luôn, và giá của căn nhà thì 5 tỷ hơn nha anh chị đó, nhưng mà tùy theo thời điểm thì giá lên giá xuống này kia anh chị, cho nên là anh chị nhớ gọi cho Thành Vũ để Thành Vũ báo giá cụ thể nha đó. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video kế tiếp.